Hello anh em, nay chơi ghép cái hồ cộng đồng cho nó sinh động dưới biển, gồm có một em HB kim sọt, em báo, một em này tị bà beo giống như khúc lũa vậy, nằm yên bất động, hai em cá chép, hai em hổ, hai em sam giỡn nha, con mít với con bia đi quay. Cặp con tiên rồi thành cái hồ cộng đồng chơi dưới biển cho nó sinh động tí á, mà về với anh em tí nha, tính bỏ con rùa vô nữa không biết có nên không, anh em cho ý kiến nha. Rồi thôi khoe như đó thôi, có gì khoe đó anh em cho mình một follow nha, để có động lực làm hồ cá rồi. Cảm ơn anh em.